Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại C cùng chơi Persona. Persona 3 Reload, nên mình lại chơi tiếp. Nên mình có ngồi mình pha tầm 45 phút ấy. Cũng tương đối là nhanh. Trên thế là mình còn hồi lại được cái ấy rồi mình, bởi mình học được cái skill cái gì nhỉ? SP Rolling nè. Bây giờ thì game nó càng dễ hơn. Anyway, mình có đánh game mấy con cái con mà quái khủng, cái con mà quái đỏ đỏ ở trên cái section 2 thì là nó có cái con rắn ấy, thì nó sẽ drop cho mình cái quark, nó gọi là cái gì nhỉ, nói chung là một cái viên đá đen ấy, thì là về cơ bản là chúng ta thay đổi được cái chỗ kia ấy. Anyway, mình nghĩ là mình chơi đủ rồi, chúng ta sẽ quay trở lại game chúng ta cày tiếp. Mình có 81.000 này nên là cũng rất là máu. Mình có đánh mấy con rare ấy. Thực ra là nó có một cái trick để chúng ta farm level ấy, nhưng mà chắc mình sẽ nói các bạn sau ấy, nên là cái phần này nó có nhiều cái nó rất là dễ. Morning. Sao lại ỉu xìu thế em? Anh đang tràn đầy năng lượng. Mệt em đã trên với kẹt cái lỗ. Cái lỗ xem tài ký của em cậu là sao? That's... Nếu cậu có nghĩ rằng là chị hơi bị đun đẩy Fuka gia nhập chúng ta quá nhanh không? Tớ biết là rất là vui khi có thêm người sử dụng Persona, đặc biệt là trong Battle, nhưng mà có một cái gì đó không ổn à? Em lại nghi ngờ senpai thế. Em này cá tính nghi ngờ là không tốt. Outland Week can be awful complex. Quay lại cô giáo chủ nhiệm chúng ta, cái ngôn ngữ chúng ta về cơ bản là rất là lằng nhằng, chuẩn mẹ luôn. Don't you hate when you know the meaning? Liệu em có cảm thấy khó chịu khi mà em biết được cái ý nghĩa của từ nhưng mà em không thể nhớ được cái từ đấy không? Mẹ khó vãi cả lái. Bây giờ kiểu tính Nhật đây. This feel a good time for contagious question. Khó phết nhỉ? Này, Junpei. Là cứ di chuyển ghế suốt ấy, thì thay vì thế á, tuyệt toàn à. Còn để em xin cứ tự ơ, thằng cô hỏi thằng kia. What mean fail able to see things that they really are? Cái từ gì có nghĩa rằng là có thể nhìn thấy thứ ấy. Cho về cái ý nghĩa, về cái hình dạng thực sự. Holy shit. Cái này là Kinai, đôi mắt là tinh tưởng, yep, exactly. Chuẩn mẹ luôn. Để bây giờ chuẩn bị tăng tram này. Đúng, với mắt tinh tưởng có nghĩa rằng là em có thể nhìn thấy những cái sự vật thực sự của nó. Nếu cái điều này có thể là khiến em đưa ra những quyết định đúng cho tương lai à. Nên là cái này nó cũng đúng với cả tất cả các em à. Em cần phải học có thể nhìn được sự việc trên cái bề nổi của nó. Ok, nói chung là cô nói là đúng rồi. Cô là cô giáo chủ nhiệm. Cô lại còn là cô giáo dạy ngữ pháp ấy. Nên là cô nói là chuẩn mẹ luôn. Bla 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 bla. Definitely.
Nên là Fuka phần này quá xinh. Khi gia nhập vào chúng ta thì cảm thấy là team chúng ta mạnh hơn gấp 10 lần. Anyway, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Nghĩ là có thể chơi với cả đội chạy ra nhỉ? Hôm nay có được thằng đội chạy. Mình có cái chariot nhỉ? Và Mitra, mình nghĩ mình có đủ ra. Hôm nay mình có chariot, Mitra này. Mitra và Mitra. Trước khi đó mình sẽ đi mình bán hết đồ đấy. À, hôm nay là thứ hai à? Oh shit. Thế là cứ mỗi lần mình xem cái đoạn opening mình lại cảm thấy muốn chơi game này hơn đấy. Nên là cái vấn đề là mình chơi cái game này rất là chậm, bởi vì chắc mình phải nói với các bạn là khi mình chơi cái trò này là mình phải chuẩn bị cái nó khỏe. Như là nhỉ, kiểu mình khi mà mình ghi hình cái này là mình phải cảm thấy có sức khỏe đầy đủ ấy, ăn ngủ đầy đủ ấy. Còn nếu mình cảm thấy mệt là mình không chơi được cái trò này. Có nghĩa là mình vẫn chơi được nhưng mà mình không thể ghi hình, mình bình luận được các bạn ấy. Nên là đấy là cái lý do mà lịch trình của mình nó chơi nó rất là chậm luôn. Có nghĩa là để các bạn mà xem được cái tập này là các bạn đã rất là chậm rồi. Mà nhưng mà để mình chơi được cái trò này là cũng rất là chậm luôn ấy. Còn đến khi các bạn xem được cái tập này là có nghĩa là nó cũng rất là delay ấy. Nhưng mà nếu các bạn là thành viên thì xem được luôn ấy. Còn nếu các bạn chờ theo lịch thì nói chung là nó rất là chậm. Đây là mình giết 14 con rồi này. Từ bán riêng cái này là 35.000. Ồ, tôi nhiều tiền vãi trường. Ui, có Aqua Crystal này cũng kinh đấy. Nhưng mà... ui, bây giờ giàu mẹ luôn ấy. Ôi gì, Mana Masamune Artistic Mastercraft Sword for Man for Son Tony. Đây là cái đồ mà mình loot được cái này. Wow, mua đồ đống đồ. Bây giờ mua được giày đây. Có một cái vấn đề là giày chúng ta không được xịn ấy. Electric City Evasive Low. Mình mua cho con Yukari được. Chúng ta có combat boot. Mình không biết là lên bao nhiêu phần trăm nhỉ? Không lên nhiều lắm. Mà đi xuống. Có thể dây bọn này xịn phết nhỉ? Còn xịn hơn cả cái combat boot á. Đi lên rồi này. Mua cho các em này cái dây 30 để điện. Ô, new poison đấy. Tôi chết rồi. Không sao, kệ mẹ đấy. 44 này. Cái này là đi lên à? Mình đang không biết là mình còn nên mua. Có nghĩa là cái dây thằng này rất là phò luôn này. Dây này dép dây da này. Ôi, kệ mua mà gì nhỉ, mẹ phí tiền luôn. Confuse boost, discrete boost. Nên là ở cái phần này là mấy cái boost thuộc tính này rất là bá đạo luôn ấy. Là mình phải nói các bạn. Fear boost, discrete boost, confuse boost. À, đặc biệt là cái bút bút cham ấy, cái mà bút có nghĩa là cái khả năng đánh cham của nó là có thể tận 60%, 70%, có nghĩa là cái khả năng bút cái thuộc tính xấu bộ này nó rất là cao luôn, mà nó khác hẳn mấy cái phần trước là khả năng bút thấp ấy. Mình đang có cái ray bút hoặc cham bút ấy, mình có đấy. Mấy cái này thì có cũng được, không có cũng được ấy. Microsec. Này tôi có một mớ tiền rồi. Shit. Bây giờ mua vũ khí đấy. You made it. Carry thì có cái cung xịn hơn hơn rồi. Cung pay. Oh, purple katana. Thằng này nó đang cầm cái strike bat này nè. Mình đang cần cái thằng này nó có cái gì tăng được critical thì nó có beat fang. Cái này là còn thấp hơn cái vũ khí hiện tại. Chứ thì mua làm gì? Agility cộng 2 này. Mẹ, vũ khí nhật thì xịn này cần gì mua. Thế thì bên tôi farm tiền làm cái gì? Để mua đồ đi bạn. Đồ mạnh quá rồi. Đây đang đóng đấy. T
Ừ, mình quên mất, mình phải quay lại trường để mình đi uống thuốc. Ok, chúng ta quay lại trường đi. Đằng nào cũng đi chơi với thằng kia luôn. Đi uống thuốc cho. Mình vẫn chưa mắc được cái ấy mà, nên chúng ta vẫn nhớ với uống thuốc đều đặn. Tăng được điểm nào hay điểm đấy. Cho thầy cười sợ quá. Mình cứ nói dối linh tai thỉnh thoảng vẫn được thuốc ông này. Lại có potential là medicine này. Mình đã uống chưa nhỉ? Shit man. Em muốn uống thuốc tiếp. Bây giờ mình là uống cái nào? Uống đi mẹ ông. Đằng nhẹ lăng nhàng. Man up. Man up thật. Mình cảm thấy cũng vui khi ở cái phần này nó vẫn cứ giữ cái, okay. Cái yếu tố này. Mặc dù là nó chả có contribute thì mấy, nhưng mà nó vẫn giữ yếu tố bởi vì ở phần gốc ra có. Sở tu đèn cao sổ. Mình đang được. Mình đang có Mithras này. Run, bitch. Thằng nghe lại xin nghỉ à? Hey, I just got a text from Kaz. Tớ vừa có được cái tin nhắn từ Kaz. It's for you, but he wanted you to know ASAP, so. Nhưng mà tớ, cậu ấy muốn là cho cậu biết nên tớ bảo cậu luôn. It says come to Iwatodai Station. What is that guy thinking? He's get practice today. Cậu ta nói là đến Iwatodai Station à? Cái thằng này nghĩ gì, nó cứ bỏ buổi tập suốt. Chả đờ lại có emergency. Wow. Cô đã rất giận có phải không? Tôi đã mà bỏ qua rất nhiều buổi tập. Tớ đúng ra là nên bảo cậu lần trước, nhưng mà cái kết quả về phía chụp x-quang của tớ ấy, có vẻ như là cái cơ và cái dây chằng quanh cái khớp của tớ, quanh cái bắp, quanh cái đầu gối của tớ, có nghĩa là nó bị hỏng ra, hư hại. Nếu mà bác sĩ nói rằng nếu mà tớ cứ tập như thế thì tớ sẽ không thể đi được. Tàn tật à, toang nhỉ? Ông ấy nói rằng là tớ đã tập quá căng, khiến cho mọi thứ nó bị thương trong buổi tập. Ông thực sự ngốc. Mình phải tớ muốn thắng nên tớ mới tập. Đúng ra là mình phải bảo là nothing you can do này, nhưng mà nếu mà một quan hệ là mình phải kiểu nói theo ý thằng này ấy, nhưng mà kiểu hơi khuyên nó hơi ngu một tí. Hãy thể hiện, hãy cứng rắn lên men này. Đây là cái những thằng gì thằng này nó muốn nghe ấy. Mặc dù đây thực sự là không phải là những gì chúng ta nên nói ấy. Phải, cậu nói đúng. Đúng ra ông nên đi tập, đi phẫu thuật đi. Phải, mỗi phút, mỗi giây đều là rất là quan trọng. Tớ không thể lãng phí thêm được. Tớ đã hứa là tớ sẽ giành chiến thắng ở cái năm sau, mùa giải năm sau, để trở thành cái vận động viên hàng đầu Nhật Bản. Tại sao lại cố gắng quá như vậy? Nhưng mà đúng. Bởi vì đấy không chỉ là cho tớ. Cháu trai của tớ đã bị tai nạn. Qua chân của nó đã bị thương. Và bây giờ là nó đã không thể nào đi.
Nhưng mà nếu mà thằng bé nó đã có thể, nếu mà thằng bé trải qua cái kỳ hồi phục, kiểu đi kiểu kiểu hồi phục vật lý trị liệu cái kiểu ấy, gọi là rehab ấy, thì cũng có thể nó dễ hồi phục. He says the rehab hurts too much though, so he doesn't want to do it. Thằng bé nó bảo là cái kỳ hồi phục nó bị là nó đã rất là đau rất là nhiều, mà nên là nó không muốn, thực sự muốn làm cái điều đấy. He's only five, you know. There's still so much he hasn't done yet. Nó chỉ có 5 tuổi, cậu biết không? Nó còn quá nhiều mà thứ mà nó đã chưa thể làm được. Nên là cái bản đấy nên nó có remake lại bản cái kiểu cái soundtrack là kiểu lúc mà chúng ta nó nói một cái gì nó drama ấy. Nên đây là cái soundtrack chính khi mà chúng ta ấy. Nghe nên cái bản này nó remake lại rất hay. Nên là tớ đã có một giao kèo với thằng cháu trai của tớ là cậu đừng có cười nhỉ chưa. I become number one in Japan, he'll agree to go through rehab. Là tớ sẽ trở thành vận động viên số 1 Nhật Bản. Nếu mà thằng bé, nếu mà tớ trở thành nhà viên số 1 thì thằng bé sẽ đồng ý là trải qua quỳ trị liệu đấy của nó. That's why I have to win this meet, so I can make it to nationals. Đấy là lý do tại sao tớ phải giành chiến thắng ở lần thi đấu này, để tớ có thể trở thành tranh được giải quốc gia này. Thế còn về cái đầu gối của cậu thì làm sao? Chỉ vì một lời hướng ngốc mà ông này cũng quẻ chết rồi. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ, men. Nhưng mà tớ không thể lo về cái đấy bây giờ. Sorry for all the trouble I've caused. And for all the depressing conversations. Xin lỗi về tất cả những cái rắc rối mà tớ đã gây ra và tất cả những cái hội thoại về đáng buồn về gia đình tớ. It's really tough keeping it all bottled up. You were the only one I could talk to. Thực sự là tất cả những cái này nó rất là khó để mà giữ trong lòng. Cậu là cái người duy nhất mà tớ có thể nói chia sẻ được. Sao không chia sẻ với em Zuko? Cô Zuko nó là bạn thân thằng này mà nhỉ? Mà kiểu Zuko ấy, nó là NPC, nó không được chơi thân với ai khác ngoài nhân vật chính ấy. Yuko has good instincts when it comes to this stuff, so she might say something. Zuko có cái cảm nhận tốt khi về mấy cái chuyện như thế này ấy. Nên là cô ấy có thể hỏi cậu cậu mấy cái thứ như thế. Tell her to come talk to me if she does. I don't want to drag you into this. Hãy bảo cậu ấy là hãy đến gặp tớ về mấy cái chuyện này. Nó không muốn lôi kéo cậu vào những cái vụ này sâu hơn nữa. Bởi vì thì nếu mà thằng này giấu mà giáo viên biết được là thằng này bị kỷ luật ấy, hoặc là ít nhất là bị chửi. Đây là cái mấy cái này cũng khẩn cấp mà. Oh, it's you. Welcome. Tuy nhiên là hôm nay mình có thể mình đi chơi game gì. Ăn bữa thôi. Ăn mì. Nice. See the void angel. Từng hiểu lầm Kizuru Senpai cái giọng rất là nai, nhưng mà với Sơ Fuka thì giọng cô ấy còn nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Hey. Tuổi. Hôm nay là mình có thể mình đi ăn cái đồ ăn hải sản ấy. Nào nhỉ? Limited meal today này, wakatsu. Paloniamo. Bây giờ không biết là mình làm cái request rồi. Good. About the request. I want the fashionable. Tuy nhiên là chúng ta có cái ấy để chúng ta nói chuyện. Nên là mình có cái viên đá đen Black What? What do you mean to have? Tôi sẽ bán theo cái kính với giá 10.000 yên. Chứ là bán bao nhiêu tiền? 2.000
Hay nó bảo là bán cái kính một giá 150.000 yên, nhưng mình đưa nó cái viên đá kia là nó bán cho mình bao nhiêu? How many again? 10.000 yên. Thế cái viên này là đã bán được bao tiền? Shit này. Hình như cái này nó là key item mình cũng bán được. Có thể bỏ mẹ hay là mình lỡ mình bán mẹ. Chết rồi. What'd you bring? Mình bán mẹ hết rồi sao? Hình như là cái này nó là key item mình cũng bán được. Mình không thấy trong list này nhỉ? Material value này này. À này này, 4 cái luôn. À, mấy cái này là để hình như là để đúc đồ ra. Cái này là nó không trong list mà. Black Quartz này, mình có hẳn 4 viên. We got. Why, thank you. But when you take collect for this guy, go ahead and look around. Ui, chúng ta cũng mơ 10.000 nữa. Welcome. Cái kính này. Kính được thiết kế xịn sò. Designer glass. Hình như đây sẽ là cái item mà chúng ta sẽ đưa cho Elizabeth. Nó bảo là chuẩn luôn. Shadow hunting milestone. À đây này, let's hear the con này bây giờ đeo luôn kính này yêu phết nhỉ. Hãy xem đây là con người mới của tôi chưa. Cái kính này nó hợp với tôi rất là như cái bọn phần 3 ấy. You have my thanks. Đừng bảo nó đeo luôn bây giờ nhá. The power incense ở cái này. The potent medicine. À cái potent medicine đúng rồi. Mình lấy cái kia là từ cái ông kia thì là nó sẽ có cái potent medicine này đúng rồi. Từ cái thầy ông thầy ở trường ấy. The steel pie. Ông cầm luôn cái ống đồng, cầm ống sắt. Thay vì cầm kiếm, cầm mẹ ống sắt vàng. Cái steel pie này mạnh phết này, nhưng mà thực ra là phải không nhỉ? Cái này đều xuống à, nhưng mà nó sẽ có khả năng debuff config cho địch ấy. Này cũng ngon. Cầm cái ống sắt đập rồi. À từ từ, hay là mình đi rủ Elizabeth đi chơi rồi nhỉ? Cũng không mất thời gian. Tôi muốn đi trong ban ngày. Ok. Mai mình phải cho Elizabeth đi, mình quên mất. Còn mình sẽ đi ăn đi. Hôm nay là có cái trò gì? Gameplay High School of Champions. Chúng ta đi ăn. Nhưng mình nghiên cứu lại rồi. Nếu mà chúng ta mở cái unlock cái món mà có cá ấy, thì là à không, có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn cái gì mì ramen này, nếu mà chúng ta unlock được cái menu 2 thì nó cũng ngang chúng ta chơi game, và cái này thì nó cũng ngang cái việc mà chúng ta chơi cái trò mà trắc nghiệm ở trong cái máy kia ấy. Nên là về cơ bản là giá nó rẻ hơn mà cái benefit nó vẫn thế, mà lại còn được ăn nữa chứ. Omega 3. Nghĩ hôm nay là mình có thể mình đi chơi với cả họ không cần, tôi cũng không cần có gì tự cho phép của tôi để ta nữa. À, tại sao chị ơi, nhưng em cần chị. Bởi vì Yamagishi có thể đưa cho khả năng support cho mọi người. Nên mà cô ấy ở đây thì mọi người sẽ không cần sự trợ giúp của chị đâu. Và I did tell her not to let you.